mà trong đời thực mấy quả trứng anh ăn được không? Trong cái thế giới Pokemon ấy chắc là quả trứng ăn được. Ừ. Thuộc tên kìa. Nhiều lắm. Đây. Vừa có thêm một con nữa mà nó chạy mất rồi. Chắc là chỗ này sẽ có nhiều hơn. Con gì đây? Đảo.
có gì ngon đâu. Cái bó quế nó vẫn là cái xe đẩy đẩy gì. Ờ, cái xe đẩy xanh ấy. Ui, từ ngày xưa mẹ ngày xưa gì đấy là không có gì ăn thì ăn cái đấy thôi. Ăn đúng ăn như cứt. Nó không bằng cái kem ở trong Vincom. Ui, dùng biết. Đỉnh chót luôn. Rồi tôi bắt được dùng điên. Ngon. Con gì đây? Em có tăng cân không được. Bây giờ anh cũng tăng chục cân nữa. À vâng, em không, em này em rất là đẹp trong mắt anh này. Không có thấy có trên mạng bán cái loa kéo cả màn hình cảm ứng. Ảo thật, ngồi hát luôn. Nơi sản xuất Trung Hoa. Đúng rồi, chỉ có Trung Hoa. Gì đây? Báo cái gì đây? Tại sao không thấy con gì? Ui, có ghim thật đấy. Ghim này nó có thằng nào nó đang chiếm ấy. Con gì khủng lắm.
câu có được không nhỉ? Tao bắt chết. Đi anh nhà dân. Thank you.
Đây là level 7. Và xoay cái này. Sao không xoay được nhỉ? Chắc phải đến gần thì mới xoay được. Chết rồi. Sao tôi không thể quay được nhỉ? Đây anh em, đây là ghim, nó là cái địa danh di tích thôi, có cái tượng đài đây, với cái này bên này là lăng mộ gì đấy. Nghỉ tí em, đây cái đá này. Tôi sẽ bắt cái gì đây? Ui, đây lắm Pokemon thế. Cho nhận được cái huy hiệu Gym. Ok. Bắt con
thần. Xuống bắt. Đang đi ăn, đang đi săn mồi. Chui từ cái lỗ ra. Đây cá à. Đó nó chui vào đâu hả? Chui nó có cái lỗ. Đây là vượt 8 rồi. Đó, bây giờ anh lên chủ ghi người ta rồi đó. Chúng tôi quay đứng ở trên đầu rồi. Để có cái kẹp nhỉ. Kẹp phát và bắt luôn nhỉ. Chúng con này có rồi. Đơn à. Đấy. Ngoài chưa. Tiến. Ui tim hoặc phản tiễn ạ. Phải nổ. Đây là tim phản tiễn anh kéo ạ. Nó đánh anh. Hình như đáp cái thuyền nữa đánh nhau. Tao đấm nhau luôn. Vịt bóng tối à? Con vịt này đấu rồi. Ôi ôi.